Quý vị và các bạn thân mến, vua Trần Duệ Tông là vị vua duy nhất trong lịch sử Việt Nam bị chết trận. Trần Duệ Tông là vị vua thứ 10 của nhà Trần, sinh ngày 2 tháng 6 năm 1337, tên húy là Trần Kính, là con thứ 11 của vua Trần Minh Tông, em của vua Trần Nghệ Tông. Ông là vị vua dũng cảm, luôn trấn áp kẻ thù, nhưng vì cố chấp không nghe lời khuyên can nên đã phải nhận kết cục bi thảm. Vào năm 1376, vua Chiêm là Chế Bồng Nga mang quân sang quấy rối biên giới Đại Việt. Vua Trần Duệ Tông sai Đỗ Tử Bình đem quân đi đánh. Chế Bồng Nga sợ hãi, xin dâng 10 mâm vàng để tạ tội. Đỗ Tử Bình đã ỉm số vàng đó đi, nói dối là vua Bồng Nga ngạo mạn vô lễ nên đem quân đánh. Vua giận lắm, quyết ý thân chinh đi đánh giặc mặc cho mọi lời can ngăn của các đại thần. Chuẩn bị kỹ lưỡng, quân đội hùng mạnh, nhưng quân Đại Việt do Trần Duệ Tông dẫn đầu vẫn đại bại do trúng kế của giặc mà vội vã tiến quân, không nghe lời can ngăn của đại tướng. Kết cục, vua Trần Duệ Tông tử trận, Đỗ Tử Bình chỉ huy hậu quân không thể ứng cứu. Lê Quý Ly đốc quân Chở Lương nghe tin vua tử trận thì sợ hãi bỏ trốn về nước.